nhân quyền hay mỹ quyền. Tờ Human Rights Watch cho biết, sau cuộc bỏ phiếu trong hội nghị loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, ông Joe Biden đã tuyên bố, những quốc gia bỏ phiếu chống trung lập là kẻ thù của nền dân chủ nhân quyền và dự định sẽ tiến hành áp đặt các lệnh trừng phạt nhân quyền đối với các quốc gia này, trong đó có Việt Nam. Nếu quả ông Biden tuyên bố như vậy, thì chẳng khác gì việc Mỹ chia các nước trên thế giới thành hai nhóm, những nước theo nhân quyền kiểu Mỹ và những nước vi phạm nhân quyền. Nhân quyền là giá trị chung của cả nhân loại, không riêng gì theo tiêu chuẩn của một quốc gia cá biệt nào. Tuy nhiên, việc Mỹ áp đặt giá trị Mỹ cho toàn thế giới không phải là chuyện lạ gì. Còn nhớ, sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Tổng thống Mỹ Bush con trong cuộc chiến chống khủng bố là đã đến lúc các quốc gia, khu vực phải đưa ra quyết định của mình. Họ phải lựa chọn đứng về phía chúng ta, tức Mỹ, hoặc đứng về phía bọn khủng bố. Nghĩa là buộc các quốc gia phải thừa nhận quan niệm về khủng bố của Mỹ và cùng Mỹ chống khủng bố hoặc là kẻ thù của nước Mỹ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là tổ chức đại diện cho tất cả quốc gia trên thế giới. Lẽ dĩ nhiên nên hoạt động với lợi ích chung của toàn thế giới. Nhưng họ có đấu tranh cho nhân quyền hay chỉ phục vụ Mỹ quyền, phục vụ lợi ích của Mỹ và đồng minh? Thực tế cho thấy, tổ chức này luôn bị chi phối bởi quyền lực của Mỹ và phương Tây, là công cụ để Mỹ và phương Tây áp đặt chiêu bài dân chủ, nhân quyền lên phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, trong lần bỏ phiếu này, có 82 quốc gia bỏ phiếu chống, trung lập, chiếm 40% số quốc gia tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có nhiều quốc gia là đồng minh thân cận của phương Tây như Saudi Arabia, UAE, Qatar. Điều này cho thấy thế giới đang tiến về hướng đa phương hóa, không còn tình trạng một quốc gia áp đặt quyết định lên toàn bộ thế giới. Và có lẽ đã đến lúc các tổ chức quốc tế về nhân quyền nên hoạt động đúng với mục đích tôn chỉ thành lập, thay vì chỉ đấu tranh theo tiêu chuẩn Mỹ, vì quyền lợi của Mỹ và phương Tây.